Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì làm nên sự hiệu quả và an toàn của mọi chuyến bay? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 quy tắc an toàn mà mọi phi công phải tuân thủ để đảm bảo được những điều mà mình vừa nêu trên. Thì ok, không dài dòng nữa. Let's go! Điều số 1 đó chính là luôn luôn làm theo checklist và SOP. Checklist thì mình nghĩ là phần lớn các bạn đều đã biết, thì nó chỉ đơn giản là một danh sách tất cả những cái mục bạn cần làm và được sắp xếp theo đúng trình tự và thứ tự. Điều thứ hai đó là SOP là một từ viết tắt ở trong giới phi công cho Standard Operating Procedures, có nghĩa là bộ quy trình tiêu chuẩn. Thì các hãng sản xuất máy bay như là Boeing, Airbus, Bombardier, vân vân và mây mây, thì khi họ sản xuất ra những cái dòng máy bay á, thì họ sẽ lập ra những cái bộ quy trình tiêu chuẩn và checklist này riêng biệt cho từng dòng máy bay của họ. Các quy trình tiêu chuẩn và checklist này là yêu cầu tối thiểu để chuẩn hóa đội ngũ phi công, phân chia nghĩa vụ và công việc của mỗi người. Điều này có nghĩa là tất cả phi công, dù bạn là cơ trưởng, cơ phó, già hay trẻ, Tây hay ta, nói tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Việt, nhiều kinh nghiệm hay ít kinh nghiệm, thì tất cả khi tham gia vào hoạt động vận hành máy bay thì đều phải tuân thủ bộ quy trình tiêu chuẩn và checklist này, và sẽ lặp đi lặp lại trên từng chuyến bay và từ ngày đầu tiên cho đến khi mỗi phi công kết thúc sự nghiệp của họ. Nghe thì có vẻ hơi giống robot một tí, nhưng mà giống robot thật. Điều thứ hai đó chính là thời gian làm việc tối đa. Thì phi công là một trong số ít những ngành đòi hỏi sự tập trung cao độ trong một khoảng thời gian dài và liên tục, cho nên không khó hiểu khi ngành phi công tụi mình bị giới hạn tối đa thời gian mà tụi mình có thể làm việc. Và sự thật á, là tụi mình có hẳn một cái bảng phân chia cụ thể về thời gian tối đa mà tụi mình có thể làm, và nó sẽ khác nhau, nó tùy thuộc vào giờ mà tụi mình tập trung, thì thường sẽ là 1 tiếng trước giờ bay và số chặng bay mà tụi mình bay trong ngày hôm đấy. Ví dụ như Sài Gòn Đà Nẵng sẽ là một chặng, và Đà Nẵng Sài Gòn sẽ là một chặng nữa, nghĩa là 2 chặng nếu như mà bạn bay Sài Gòn Đà Nẵng rồi bay về. Thì cá nhân mình á, thì cũng mới chỉ biết cái điều này khi đặt chân vào ngành phi công, mình không có biết trước đấy. Tuy nhiên là mình cảm thấy cái điều này nó khá là hay, tại vì theo cảm nhận bản thân của mình á, nếu nói chết não đi một tí á, thì nghe nó hơi kinh, nhưng mà sự thật á, là sau một ngày đi bay dài về, thực sự mình không muốn nghĩ một cái gì nữa, mình chỉ muốn não mình nó trống rỗng thôi. What the hell? Có nghĩa là đi bay nó cực kỳ tốn chất xám. Vì sao? Vì là khi đi bay á, thì máy bay nó liên tục bay, nó không bao giờ dừng lại được và cũng không thể nào dừng lại được ở trên trời cả. Cho nên phi công bọn mình á, lúc nào cũng phải suy nghĩ, phỏng đoán tình huống, đọc trước tình huống, để lỡ mà có gì xảy ra tụi mình còn có thời gian phản ứng. Cho nên là vì não và cơ thể tụi mình luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng để làm một cái điều gì đấy, thì các bạn biết rồi, trong một cái tâm trạng trực chờ trong một khoảng thời gian dài thì nó rất là tốn và tiêu hao thể lực, cho dù tụi mình có ăn uống và tập luyện đầy đủ như thế nào thì đi bay về đâu cũng như thế thôi. Cho nên hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thứ ba đó chính là khung thời gian nghỉ ngơi tối thiểu. Thì những cái quy tắc về mặt thời gian đó không chỉ áp dụng cho kể cả khi tụi mình đi bay, mà còn áp dụng khi cả tụi mình không đi bay, nghĩa là khi tụi mình nghỉ ngơi ở nhà. Thì mỗi phi công sẽ luôn được đảm bảo một khoảng thời gian nghỉ ngơi tối thiểu giữa các nhiệm vụ, thường sẽ được tính 15 phút kể từ khi bạn đặt chèn bánh máy bay từ chuyến cuối cùng của nhiệm vụ trước cho đến thời gian mà bạn phải có mặt ở sân bay, hay còn được gọi là giờ check-in cho nhiệm vụ tiếp theo. Thì cái khoảng thời gian giữa đấy chính là được quy định bởi cục hàng không. Thì những cái nhiệm vụ của bạn á, sẽ được thay đổi và luân chuyển nhằm đảm bảo cho cái khung thời gian nghỉ ngơi tối thiểu này lúc nào cũng đạt được cái mức tối thiểu hoặc là nhiều hơn do cục hàng không quy định, không được ít hơn nhé. Điều thứ tư đó chính là CRM, Crew Resource Management và Human Factor. Thì phi công á, ngoài những yếu tố về mặt chuyên môn thì tụi mình cũng phải có những kỹ năng để phối hợp và làm việc cùng với đồng nghiệp. Thì cái này chính được gọi là CRM. Và đã nhắc đến CRM thì không thể thiếu được Human Factor, yếu tố con người. Tại sao phải nhắc đến Human Factor? Tại vì những cái tai nạn đã xảy ra trong quá khứ của ngành hàng không thì phần lớn, không phải tất cả nhưng mà phần lớn đều là do yếu tố con người. Chính vì thế là CRM được xây dựng ra để dạy cho tổ bay cách phối hợp và cách làm việc với nhau. Cho dù bạn là cơ trưởng, cơ phó, tiếp viên trưởng hay là tiếp viên thường thì tất cả các bạn đều là một thành viên của tổ bay. Và đã là thành viên của một tổ bay thì mục tiêu cao nhất đó chính là phối hợp, làm việc cùng nhau một cách hòa thuận, một cách hòa đồng, một cách tích cực để đưa ra được một cái kết quả cao nhất, đó chính là sự an toàn tuyệt đối cho chuyến bay. Chính vì tầm quan trọng của CRM và Human Factor thì mỗi năm tụi mình có một cái khóa học riêng về cái chủ đề này, và tụi mình sẽ phải đến đấy một năm một lần để ôn luyện lại, để rèn giũa lại cái khả năng này, vì nó là một trong những kỹ năng không thể thiếu nhằm đảm bảo sự an toàn trong chuyến bay. Thứ năm đó chính là lúc nào cũng cần 2 phi công trong buồng lái.
Ngoại lệ là khi đi vệ sinh thì hai phi công sẽ phải thay phiên cho nhau, phải luân phiên đi chứ không cả hai đi cùng một lúc được. Thì trong lúc mà một phi công rời khỏi buồng lái á, thì một thành viên trong danh sách hoạt động của tổ lái sẽ phải vào thay thế và ngồi cùng trong đấy. Thì lúc đấy phi công ngồi còn lại trong buồng lái sẽ phải đeo dây đai an toàn 5 điểm, phải đeo đủ 5 điểm. Thì thường á, bình thường khi bay bằng á, khi mà đủ hai phi công trong buồng lái thì tụi mình chỉ cần đeo 3 điểm ở dưới thôi, không cần phải đeo hai dây vai. Nhưng mà khi một phi công rời khỏi buồng lái thì người vào lại bắt buộc phải đeo đủ 5 điểm. Video hôm nay tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Sao giống bản tin thời sự thế nhỉ?